Chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ là một giải pháp đã được chứng minh hiệu quả từ cuối năm 2021. Người thuộc nhóm nguy cơ được bảo vệ qua nhiều lớp. Đầu tiên là thông qua khám sức khỏe, tầm soát để nhận biết người thuộc nhóm nguy cơ và tự bảo vệ, hoặc khai báo F0, gọi đường dây tư vấn để được bảo vệ. Lớp thứ hai là gia đình khai báo F0 và bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ không tiếp xúc F0. Lớp bảo vệ thứ ba là ban chỉ đạo cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai hiệu quả đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, cập nhật danh sách người thuộc nhóm này, xét nghiệm phát hiện F0 và điều trị Monopiravir. Lớp thứ tư là trạm y tế nhắn tin cảnh báo, thăm hỏi sức khỏe từ xa, xem xét chỉ định Monopiravir. Mới đây nhất, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chuyển đổi số xác nhận F0, gửi tin nhắn cảnh báo F0 là người thuộc nhóm nguy cơ đến trạm y tế. Tiện ích này giúp nhân viên y tế của trạm giảm thiểu sai sót, giúp theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao để kịp thời tư vấn và cung cấp thuốc điều trị cũng như nhập viện ngay khi có chỉ định. Ghi nhận của phóng viên HTV tại trạm y tế vừa triển khai tiện ích này. Phường 14, quận 11 có gần 20.000 dân, nhưng trạm y tế phường chỉ có 6 nhân viên y tế. Từ khi áp dụng quy trình chuyển đổi số cấp giấy hoàn thành cách ly tại nhà cho F0, công việc tại trạm y tế này đã dần giảm tải. Nhân khai qua cái app thì trạm y tế phường 14 đã thu nhận được cái tên, họ tên, cái địa chỉ với cái ngày mắc bệnh của bệnh nhân đó. Rồi trạm y tế mới là tư vấn đợi bệnh nhân đó và cách ly tại nhà. Xong thời gian 7 ngày thì đã lên trạm y tế, họ lấy cái giấy hoàn thành cách ly với cái quyết định cách ly luôn. Thưa quý vị, đối với các nhân viên y tế tại trạm y tế, ngoài việc công tác phòng chống dịch thì họ còn đảm đương rất nhiều công việc khác trong việc hỗ trợ chăm lo sức khỏe của nhân dân. Việc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy trình chuyển đổi số trong việc hoàn thành cách ly F0 tại nhà góp phần rất lớn trong việc là hỗ trợ họ trong công tác phòng chống dịch, và đồng thời thì giúp cho bản thân người dân sẽ thuận tiện hơn trong việc khai báo. Mình sẽ không bỏ sót vì lý do bất cứ vì lý do nào mà bệnh nhân là không gọi được. Thì bây giờ bệnh nhân mình đã cập nhật được, mình biết được vậy rồi. Trong khoảng thời gian đó, bệnh nhân có dương tính, có ở địa chỉ đó thì mình phải là cắt giấy để cho bệnh nhân thuận tiện khi đi làm lại. Theo các nhân viên y tế, quy trình chuyển đổi số cho công tác quản lý F0 còn giúp việc lưu trữ thông tin người bệnh đơn giản và thuận lợi. Các ban ngành cũng dễ dàng giám sát và hỗ trợ cho trạm y tế một cách nhanh chóng. Quan trọng nhất, với tiện ích vừa được Sở Y tế bổ sung là tin nhắn cảnh báo người F0 thuộc nhóm nguy cơ cao, đã giúp các nhân viên y tế giảm thiểu sai sót, thuận lợi hơn trong việc theo dõi sát và không bỏ sót nhóm người bệnh nguy cơ cao. Ứng dụng cái hệ thống quản lý người bệnh COVID với nhiều cái tiện ích được bổ sung sẽ giúp được cho cái nhân viên y tế cơ sở ở các trạm y tế có thể làm chúng ta sàng lọc các cái trường hợp mà thuộc nhóm nguy cơ để có kế hoạch tiếp cận, theo dõi, thăm khám, tư vấn điều trị sớm ngay từ đầu. Người dân là F0 phải đủ thời gian cách ly theo quy định và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với COVID-19. Truy cập vào địa chỉ https://khaibaof0.thanphohochiminh.gov.vn và làm theo các hướng dẫn. Sau đó hệ thống sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly tại nhà qua email. Trường hợp không có email thì có thể nhận bản giấy trực tiếp tại trạm y tế nơi F0 cư trú.